Bây giờ là thông tin về thời tiết các khu vực trong tỉnh ngày và đêm nay đây. Bây giờ là thông tin về thời tiết các khu vực trong tỉnh đêm nay và ngày mai do Đài khí tượng thủy văn tỉnh Hà Giang cung cấp. Khu vực công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn, ở khu vực này nhiều mây không mưa, sáng sớm có sương mù rải rác, gió nhẹ, trời rét, nhiệt độ từ 17 cho tới 23 độ, độ ẩm trung bình 80%. Khu vực di tích quốc gia ruộng bậc thang và vùng núi đất phía Tây. Khu vực này nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù rải rác, gió nhẹ, đêm và sáng trời lạnh, nhiệt độ từ 20 cho tới 27 độ, độ ẩm trung bình 80%. Còn ở khu vực vùng núi thấp, khu vực này nhiều mây, đêm không mưa, trưa chiều hứng nắng, gió nhẹ, nhiệt độ là từ 21 cho tới 30 độ, độ ẩm trung bình là 80%.